Thưa quý vị, trong thời gian phòng chống dịch, xác định đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân là nhiệm vụ hàng đầu, nên bằng nhiều giải pháp khác nhau, các cấp, các ngành, đoàn thể, từ thành phố cho đến cơ sở, luôn đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm cho người dân yên tâm thực hiện các chủ trương chung của thành phố. Đây là năm đầu tiên mà các địa phương triển khai việc đi chợ giúp dân theo chủ trương của thành phố. Theo đó, tổ cung ứng lương thực thực phẩm được triển khai ở từng khu dân cư. Các thành viên tổ này chia sẻ, đây là lần đầu tiên đi chợ cho hơn 100 hộ dân. Lần đầu dân đi chợ cho đơn hàng hơn 40 món đủ loại. Ban đầu, nguồn cung hàng hóa không đủ nên xoay sở rất khó khăn, nhưng vẫn cố gắng cân đối, sắp xếp sao cho đáp ứng được nhu cầu của người dân. Bây giờ, có nhiều điểm cung ứng hàng hóa của thành phố với nhiều mặt hàng phong phú, giá bình ổn nên việc đi chợ cũng dễ dàng hơn. Thì đi chợ giúp dân thì nói chung là 3 ngày đi một lần. Thì mỗi ngày, 3 ngày như thế thì bình quân là mỗi ngày là khoảng chừng 30 đơn. Thì như vậy thì giúp cho người dân là không đi tới đi lui nhiều và giảm cái phần mà để mà đẩy lùi cái dịch bệnh. Nhiều khu dân cư cũng thường xuyên kêu gọi vận động các cá nhân ủng hộ, đặc biệt một số thành viên trong ban điều hành khu dân cư còn tự trích nguồn kinh phí của mình để hỗ trợ rau củ quả và cả đồ tươi sống cho các hộ dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, khu nhà trọ. Nhiều người dân chia sẻ, hoàn nạn mới hiểu được chân tình, thật sự biết ơn về những hỗ trợ của lực lượng cơ sở. Từ hầu Covid bây giờ, nhưng mà ở đây là tổ trưởng, mấy đồ là cũng cho những gỗ. Có rồi ra rồi ngà mồ không có hết rồi. Bò ra khó chi bà nói vậy đó. Coi như không có ngà mồ không có. Như riêng bữa nay ra mà trừ không có, như trừ không có rồi. Cho. Đứa rồi, đứa rồi trừ bò cũng ơn, mà bảo là mấy người tới rồi bò cũng ơn thôi. Ở địa phương á thì chúng tôi cũng đã đi sâu sát đến từng gia đình để cung ứng thực phẩm kịp thời, đồng thời là vận động qua cái nguồn của thành phố đã hỗ trợ thì chúng tôi đã cấp đến từng người dân, để tính từng gia đình một, về phân chia cấp từng gia đình một. Đấy, mà ưu tiên đầu tiên chúng tôi là ưu tiên là nhà trọ và khó khăn, rồi đến những gia đình khác, mà cơ bản người dân là đều có hưởng được cái chế độ đó. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đến nay Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 360 tấn nông sản của nhiều tỉnh thành đã hỗ trợ cho nhân dân thành phố, trong đó có Quảng Nam, Lâm Đồng, Sơn La. Mặt trận thành phố đã phân bổ kịp thời đến cho người dân trên địa bàn. Tất cả những cái hàng này chúng ta đã phân phối về các địa phương đến đây người dân, và qua theo dõi nắm tình hình thì nhân dân rất là đánh giá cao cái chất lượng hàng hóa cũng như là cái phân bổ kịp thời đáp ứng được cái nhu cầu phần nào đời sống người dân trong lúc cả thành phố đang giãn cách để thực hiện cái vấn đề là ai ở đâu ở đó để chúng ta chuyển chống dịch trong thời gian qua. Trong thời gian tới, để đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa phòng chống thiên tai, thành phố sẽ nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân, để người dân tin tưởng, đồng lòng cùng thành phố đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh.